Chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục thực hành đối với phần hệ sản xuất và kê khai thuế trị gia tăng. Trước tiên, để chúng ta kê khai được thuế trị gia tăng thì chúng ta sẽ cần là tải đối với phần mềm là hỗ trợ kê khai. Thì chúng ta sẽ có phần mềm hỗ trợ kê khai có viết tắt là HTKK, hiện tại là 4.8.4. Và sau khi chúng ta đã tải về thì chúng ta sẽ tiến hành dạy nến. Chúng ta click phải, chúng ta chọn Extract Here. Và lúc này các bạn sẽ có folder của được dạy nến. Và chúng ta sẽ vào trong folder và chúng ta sẽ thấy có một cái mục là setup, và chúng ta sẽ chọn setup này. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm tiếp theo và các nội dung thông tin thay đổi khác, tức là cái thư mục lưu đối với hỗ trợ kê khai mà chúng ta sẽ lưu các cái data khi chúng ta khai thuế. Nếu chúng ta thay đổi thì chúng ta sẽ thay đổi về ổ IE hoặc ổ D để tránh trong trường hợp và khi chúng ta cài lại máy tính thì chúng ta mất dữ liệu. Còn nếu không thì các bạn để mặc định thì phần mềm sẽ tự chạy và chúng ta sẽ bấm tiếp tục và các bạn sẽ bấm cài đặt. Sau đó các bạn chỉ việc bấm Z là phần mềm tự động cài cho chúng ta. Và sau khi phần mềm cài đặt xong thì chúng ta sẽ có phần là hoàn thành. Và như vậy chúng ta ra ngoài desktop thì chúng ta sẽ thấy đây là biểu tượng hỗ trợ kê khai đã được hiện trên desktop chúng ta. Và chúng ta sẽ bấm để chúng ta khởi động hỗ trợ kê khai và chúng ta... Mục đầu tiên khi chúng ta chạy phần mềm thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là lệnh quyền truy cập ứng dụng của admin nên chúng ta sẽ bấm Z và chúng ta chọn Z. Và lúc này là trên phần mềm hỗ trợ kê khai chúng ta là toàn bộ nội dung thông tin là trống vì chúng ta chưa có nhập bất kỳ thông tin của một doanh nghiệp nào. Để tiến hành nhập thông tin thì chúng ta sẽ có thông tin khai báo ban đầu. Chúng ta sẽ vào là trong phần hóa đơn chứng từ thực hành. Chúng ta sẽ có một mục đó là thông tin doanh nghiệp thì chúng ta sẽ mở sheet thông tin doanh nghiệp lên để chúng ta tiến hành là nhập các cái thông tin về kê khai thuế, tạo data thuế ban đầu cho doanh nghiệp. Thì tại trên đây thì chúng ta sẽ có các cái thông tin về doanh nghiệp, tên công ty, địa chỉ và các cái thông tin khác về chủ sở hữu doanh nghiệp, giám đốc, đại diện pháp luật. Chúng ta sẽ nhập mã số thuế như sau. Thì đối với phiên bản trước kia thì chúng ta phải nhập tay thủ công về mã số thuế doanh nghiệp. Còn đối với các phiên bản về sau thì đã có một sự cải tiến hơn là chúng ta có thể không cần và chúng ta chỉ cần là bấm nhập mã số thuế mới, sau đó chúng ta sẽ pass mã số thuế vào, chúng ta bấm đồng ý. Và lúc này chúng ta sẽ hiện được khung form để chúng ta sẽ nhập thông tin về doanh nghiệp ban đầu của chúng ta. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nhập thông tin người nộp thuế. Người nộp thuế thì chúng ta sẽ copy luôn cái thông tin công ty thay vì chúng ta phải nhập vào. Thì chúng ta sẽ có thông tin chúng ta nhập. Địa chỉ trụ sở thì chúng ta sẽ lấy thông tin ở phần địa chỉ. Chúng ta copy đến phần là xã. Tiếp theo quận huyện thì trước đây chúng ta sẽ có là huyện Củ Chi thì chúng ta sẽ copy phần Củ Chi. Thành phố thì chúng ta sẽ đưa vào đó là thành phố Hồ Chí Minh. Các nội dung có dấu sao ở đây là bắt buộc các bạn phải nhập, nội dung không có dấu sao là chúng ta không bắt buộc. Chúng ta có thể nhập số điện thoại chúng ta vào. Địa chỉ email nếu chúng ta có thì chúng ta cũng sẽ nhập vào tương ứng. Ngành nghề kinh doanh chính thì chúng ta sẽ xem kinh doanh chính chúng ta là ngành nghề gì thì chúng ta sẽ đưa vào. Ví dụ chúng ta thấy đây là các cái dịch vụ. Thì chúng ta sẽ copy các cái nội dung thông tin dịch vụ chúng ta đưa vào. Chúng ta có thể ghi tắt theo giấy đăng ký kinh doanh chúng ta. Và số tài khoản ngân hàng nếu chúng ta có thì chúng ta sẽ nhập vào. Nếu không có thì chúng ta có thể bỏ qua vì nó không bắt buộc. Và năm tài chính chúng ta luôn luôn chọn là 0101. Và người ký tờ khai là người đại diện pháp luật thì chúng ta sẽ copy nội dung người đại diện pháp luật vào. Và chúng ta sẽ chọn thông tin và cục thuế cấp cục thì chúng ta sẽ chọn đây là Hồ Chí Minh. Cơ quan thuế quản lý thì chúng ta sẽ chọn nơi đó là quận huyện Củ Chi thì chúng ta sẽ chọn Củ Chi. Các tên đơn vị chủ quản thì chúng ta không bắt buộc thì chúng ta sẽ bỏ qua. Và như vậy là chúng ta đã nhập xong các nội dung thông tin về kê khai thông tin doanh nghiệp ban đầu trên data
hỗ trợ kê khai. Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ bấm ghi. Như vậy chúng ta đã ghi dữ liệu thành công. Và như vậy là chúng ta đã có dữ liệu để chúng ta có thể tiến hành là thực hiện việc kê khai thuế trị giá tăng.